Bắc Giang, Bắc tin ca mắc Covid-19 không bệnh nền tử vong. Người đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải có giấy xét nghiệm âm tính. Hàng trăm sĩ tử đến văn miếu vái vọng cầu may trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Brazil, biểu tình lớn đòi luận tội tổng thống. Dòng chảy đen khiến tàu ngầm Trung Quốc khó trốn thoát. Ông Tập lại bị phát hiện đạo văn Quý vị đang theo dõi tin tổng hợp tối ngày 4 tháng 7 của Dekana TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, thông tin về một bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán tử vong không bệnh nền là sai sự thật. Sức khỏe bệnh nhân này đang tiến triển tốt. Ngày 4 tháng 7 mạng xã hội lan truyền thông tin về một bệnh nhân tên K, 32 tuổi, trú ở thôn Ao Keo, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Mắc viêm phổi vụ án đã tử vong dù không có bệnh nền, triệu chứng. Thông tin được nhiều người chia sẻ, bày tỏ sự lo lắng. Phản hồi về thông tin này, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Người này mới được chuyển ra Hà Nội điều trị từ ngày 3 tháng 7 và không có chuyện tử vong tại Bắc Giang như thông tin đang lan truyền trên mạng. Trong khi đó, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, cho biết những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội đưa khi anh ca từ phòng điều trị bệnh nhân nặng có thể khiến nhiều người hiểu nhầm. Ông Sơn khẳng định thông tin lan truyền về việc bệnh nhân này tử vong là sai sự thật. Trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bắc Giang, địa phương không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong ngày 3 tháng 7 và sáng 4 tháng 7. Tổng số bệnh nhân tại Bắc Giang tính đến nay là 5.710 trong đó 4.470 bệnh nhân đã ra viện. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 4 tháng 7 đã ra văn bản mới về việc hướng dẫn kiểm soát, giám sát phòng chống dịch bệnh tại các chốt. Văn bản này ra đời sau khi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên ngoài cộng đồng. Theo đó, ngoài việc văn bản này hướng dẫn về mặc bảo hộ tại các chốt kiểm soát, những người khai báo y tế phải xếp hàng lần lượt, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Ngoài ra, còn có những yêu cầu nghiêm ngặt khác. Cụ thể, đối với tài xế lái xe vận chuyển hàng hóa khi vào tỉnh này phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus. Trong khi trường hợp tài xế vận chuyển không có giấy xét nghiệm thì thực hiện xét nghiệm cho họ hai lần, lần vào và lần ra, kinh phí tài xế tự trả. Đáng chú ý, văn bản này còn hướng dẫn trong mọi trường hợp người từ địa phương khác về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không có giấy xét nghiệm âm tính, đề nghị người và xe quay đầu không được vào tỉnh. Ngày cuối tuần trong thời tiết nắng nóng oi bức, rất đông các sĩ tử và gia đình đã đổ về khu du lịch Văn Miếu Đền Ngọc Sơn Hà Nội để cầu may trước khi bước vào kỳ thi cuối cấp. Dù các điểm di tích của Hà Nội vẫn chưa được mở cửa để bảo đảm công tác phòng chống dịch, nhưng nhiều phụ huynh thí sinh có mặt tại cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám để vái vọng cầu mong có thể đạt được điểm cao và vào được trường mình mong muốn. Có phụ huynh còn mang cả giấy ghi số báo danh của con em mình để đọc cầu may. Nhóm bạn đến từ trường Lê Quý Đôn chia sẻ, Chúng em đi lễ đủ cả hai điểm Văn Miếu và Đền Ngọc Sơn với mong muốn sẽ đạt được điểm cao và hoàn thành nguyện vọng trong đợt thi quan trọng này. Tại Đền Ngọc Sơn cũng xảy ra cảnh tượng tương tự, nhiều người còn mang đủ hoa quả, hương, dụng cụ học tập đến hành lễ. Tính đến hết ngày 1 tháng 7, thành phố có 21 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch, gồm 4 F1, 1 F2 và 16 thí sinh ở địa bàn bị phong tỏa. Hãng Reuters ngày 4 tháng 7 đưa tin, nhiều người biểu tình đổ ra đường tại Brazil yêu cầu luận tội tổng thống Jair Bolsonaro và yêu cầu thêm vaccine để đối phó với đại dịch. Cuộc biểu tình ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 7 nhưng được đẩy lên sớm hơn sau khi có chứng cứ về những bất thường trong thỏa thuận mua vaccine được đưa ra trước một ủy ban của thượng viện nhằm điều tra việc chính phủ ứng phó đại dịch. Biểu tình thu hút nhiều người tại các khu trung tâm của ít nhất 13 bang. Truyền thông địa phương đưa tin các cuộc biểu tình dự định diễn ra tại 31 trên 5 thành phố ở Brazil. Trước đó, Tòa án tối cao Brazil hôm 2 tháng 7 thông qua đề nghị điều tra Tổng thống Bolsonaro về các cáo buộc liên quan những bất thường trong việc mua vaccine từ Ấn Độ. Theo tài liệu và lời khai từ các quan chức, năm 2020, chính phủ Brazil đã bác bỏ đề nghị mua vaccine, không đáp ứng nhanh chóng khi máy thở oxy ở thành phố Manus thiếu nghiêm trọng, làm nhiều bệnh nhân viêm phổi vụ án tử vong. Cuộc điều tra của Quốc hội cũng phát hiện có biểu hiện bất thường trong việc mua vaccine Covaxin của, của Ấn Độ một cựu nhân viên Bộ Y tế Brazil đã khai rằng ông đã cảnh báo Tổng thống về những áp lực buộc ông ký hợp đồng, khiến giá trung bình của một liều tiêm tăng từ 1.000%. Giới chức công bố đang điều tra liệu Tổng thống Bolsonaro có phạm tội khi không xử lý nghị án gian lận. Chính phủ Brazil phủ nhận mọi bất thường trong hợp đồng và nói rằng các khiếu nại sẽ được điều tra và làm sáng tỏ. Brazil hiện ghi nhận hơn 18 triệu ca mắc viêm phổi Vũ Hán với hơn 523.000 ca tử vong. Những thay đổi về dòng chảy và nhiệt độ ngoài khơi bờ biển phía đông của Đài Loan có thể sẽ khiến quân đội Trung Quốc phải điều chỉnh các kế hoạch tác chiến tàu ngầm của mình trong trường hợp nếu thực hiện một cuộc xâm lược. Gần đây có luồng thông tin cho rằng những thay đổi về điều kiện hải lưu Kurilio còn được gọi là dòng chảy đen có thể cản trở bất kỳ nỗ lực xâm lược nào của Trung Quốc đại lục và mang lại cơ hội tấn công mới. Phía đông của đảo Đài Loan khó bị tấn công hơn từ phía đại lục và đây cũng là nơi đặt nhiều căn cứ quân sự chính của Đài Loan. Khiến nơi này trở thành điểm then chốt cho các kế hoạch xâm lược của quân đội Trung Quốc. Dòng chảy Kuroshio là một dòng hải lưu ấm bắt nguồn từ đảo Luzon của Philippines và chảy ngược về phía lục địa Nhật Bản. SCMP dẫn một báo cáo cho biết, hoạt động ngày càng tăng của núi lửa dưới đáy đại dương gần Okinawa đã dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ nước ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan. Do đó, có ảnh hưởng đến hải lưu Kuroshio. Báo cáo cho biết, những thay đổi này có thể giúp tàu ngầm Trung Quốc tiến hành các hoạt động tấn công nhưng nếu chúng bị tấn công và cố gắng quay trở lại đại lục Trung Quốc, chúng sẽ khó trốn thoát hơn vì chúng sẽ phải chạy ngược dòng. Các dòng xoáy và các dòng chảy ngược sẽ ảnh hưởng đến quá trình phóng ngư lôi dưới nước và có thể khiến chúng bắn hụt mục tiêu. Colinco, Cô Cô, một nhà nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore cho biết, học viện tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc đã dành hơn một thập kỷ để nghiên cứu tác động của hải lưu Kuroshio với hoạt động của tàu ngầm. Theo Vinh Tham, trong lễ kỷ niệm. 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, ông Tập Cận Bình không chỉ bắt trước ông Mao Trạch Đông về phong cách, trang phục, mà ngay cả bài diễn văn cũng bị phát hiện là đạo văn từ cựu bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bài phát biểu dài 1 giờ đồng hồ hôm 1 tháng 7, ông Tập đã nhấn mạnh rằng bất kỳ thế lực tù địch nào âm mưu chia rẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc đều hoài công vô ích bởi hơn 95 triệu đảng viên sẽ không đồng ý. Hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc cũng sẽ không đồng ý. Bất kỳ thế lực nước ngoài nào bắt nạt, đàn áp hoặc nô dịch chúng tôi. Những ai muốn làm như vậy chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc đổ máu trước vạn lý trưởng thành bằng đồng, bằng thép được dựng nên bởi hơn 1,4 tỷ người Trung Quốc. Đáp lại những nhận xét trên của Tập Cận Bình, Bảo Đồng, cựu thư ký của ông Triệu Tử Dương đã Twitter vào ngày 2 tháng 7 khẳng định ý nghĩa của câu quần chúng nhân dân phải trở thành tường đồng vách sắt cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là của Mao Trạch Đông và giờ Tập Cận Bình đã sao chép lại. Những tin tức liên quan đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. Có bình luận cho rằng, báo đảng viết là tường đồng vách sắt. Cho văn vẻ chứ thật ra trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân Trung Quốc chỉ là con tin, là bia đỡ đạn. Đồng thời ông Tập một lần nữa nhấn mạnh rằng 1,4 tỷ dân Trung Quốc phải bị trói chặt. Ông ta đã đúc thành tường đồng vách sắt. Điều đó cho thấy ông ta đáng sợ như thế nào. Quyền lực hàng chục năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến hàng chục triệu người dân Trung Quốc chết một cách bất thường. Đảng Cộng sản Trung Quốc mới thực sự là kẻ bắt nạt, đàn áp và nô dịch nhân dân Trung Quốc. Một cư dân mạng khác đã đăng tải video bài phát biểu của nhà sử học kiêm nhà văn Tân Hạo Niên trong phần bình luận bên dưới với Twitter nói trên. Ông Hạo tiết lộ trong video rằng, khi anh đến thăm Tế Nam vào cuối những năm 1980, một sĩ quan kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nói với anh rằng, trong cuộc nội chiến năm 1947, quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng người già, trẻ em và cả những thiếu nữ cởi trần làm lá chắn cho họ Quân quốc dân đảng thấy vậy đã không bắn trả nên cuối cùng phần thắng đã thuộc về Trung Cộng. Trong chiến tranh Triều Tiên, Bành Đức Hoài cũng đã chỉ thị cho Kim Nhật Thành đối phó với quân đội Mỹ theo cách này. Trở lại với ông Tập, đây không phải là lần đạo văn đầu tiên của ông. Ví dụ, vào tháng 10 năm ngoái, tại cuộc gặp mặt kỷ niệm 70 năm, những người tình nguyện chiến đấu chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên, Tập Cận Bình đã nói, hãy để thế giới biết rằng người Trung Quốc một khi đã có tổ chức lãnh đạo thì không được chọc tức nếu kích động họ thì sẽ nhận hậu quả không tốt. Câu này được phát hiện ra là sao chép từ tác phẩm Trọn lọc của Mao Trạch Đông. Ngoài việc đạo văn Mao, ông Tập còn nhiều lần bị phát hiện đạo văn lời người khác. Ngày 29 tháng 6 năm nay, trong buổi trao huân chương cho các đảng viên, ông đã nói, tôi sẽ vô ngã và câu này sau đó được phát hiện là của cựu Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy. Không những vậy, ông Tập còn sao chép khẩu hiệu của người Hồng Kông. Ví dụ, vào tháng 9 năm ngoái, Tập Cận Bình đã nói tại cái gọi là cuộc họp tuyên dương chống dịch rằng không có anh hùng nào từ trên trời rơi xuống, chỉ có những người phàm tục bước lên phía trước. Tuy nhiên, câu này sau đó đã được xác nhận là khẩu hiệu của một người biểu tình Hồng Kông đang sống lưu vong Lý Gia Huy. Anh ta đã nghĩ ra khẩu hiệu này khi đòi tự do cho anh trai của mình Lý Chính Hy vào năm 2015. Khẩu hiệu đó cũng được lan truyền ở Hồng Kông trong các cuộc biểu tình phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo